hiện trên sân khấu là gia chủ của chúng tôi, ông Cà Văn Học và Lò Thị Mứng cùng con trai, con dâu, cháu gái Cà Văn Trung, Lò Thị Thu. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho gia chủ của chúng ta.
xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể quý vị quan khách, các quý vị khách quý đã dành thời gian vàng ngọc của mình tới dự buổi đại lễ tân gia. Một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ vâng, đang hiện diện trên sân khấu là gia chủ của chúng tôi, ông Cà Văn Học, bà Lò Thị Mến cùng con trai, con dâu, cháu gái Cà Văn Trung, Lò Thị Thu. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho gia chủ của chúng ta. Ôi phôi mây hải nắng lớp, hãy kế màu hải nước.